Xin chào 500 anh em của Viettel Store TV. Như đã biết thì trong vài ngày vừa qua thì gã khổng lồ di động Samsung đang nổi lên như là một cái thế lực mới trong thế giới smartphone sau khi công bố chiếc Galaxy A9 với đặc điểm chính là hệ thống camera chính lên tới 4 ống kính. Vâng, tức là cao nhất từ trước đến nay trên một chiếc điện thoại di động. Hôm nay thì khá là may mắn khi mà Viettel Store TV hân hạnh là một trong những đơn vị đầu tiên được sở hữu một phiên bản Galaxy A9. Và trong video clip này thì Sơn Dâu và các đồng nghiệp của mình sẽ cùng anh em có một cái nhìn nhanh về em Samsung Galaxy A9 2018 để cùng xem chiếc điện thoại này có được những đặc điểm vượt trội gì khi so với những thiết bị cùng phân khúc khác nhé. Thiết kế sẽ là điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải nói đến trên chiếc Galaxy A9. Có một điểm đáng khen trên dòng Galaxy A của năm nay mà chúng ta cần phải ghi nhận, đó chính là việc công ty đã biết cách thiết kế để các sản phẩm này thu hút hơn. Từ thế hệ Galaxy A8 đầu tiên cho đến Galaxy A9 mới nhất, công ty đều áp dụng lối thiết kế màn hình vô cực này. Và đặc biệt là trên chiếc Galaxy A9 đã tiếp tục được công ty tối ưu nhiều hơn nữa. Máy được trang bị màn hình vô cực 6,3 inch. Tuy nhiên, viền hai bên rất mỏng nên kích thước tổng thể của máy lại cực kỳ gọn, gần như là tương đương với chiếc A7 với màn hình 6 inch đi trước ấy. Bên cạnh đó thì khung máy được thiết kế với viền kim loại bo cong kết hợp lưng kính cho cảm giác nhìn khá là sang trọng. Thân máy thì cũng tương đối mỏng với độ dày chỉ 7,8mm cùng viền được vát cong cho cảm giác cầm nắm rất là chắc tay. Galaxy A9 cũng được trang bị cổng USB Type-C thời thượng này cùng jack tai nghe 3.5mm vẫn được giữ lại. Trong khi đó thì mặt lưng máy nổi bật với cụm camera 4 ống kính được xếp thẳng hàng ở góc trên bên trái lưng máy cùng cảm biến vân tay đặt ở trục chính giữa lưng thay vì đặt ở cạnh bên như là chiếc Galaxy A7. Về màn hình của Galaxy A9 được trang bị là tấm nền Super AMOLED 6,3 inch với độ phân giải 1080x2220px, tỷ lệ là 18.5:9, tương đồng với tiêu chuẩn vô cực của riêng nhà Samsung. Màn hình của máy thì cũng không hề có tai thỏ, cho nên là có thể coi là một điểm cộng rất lớn cho thiết kế của chiếc máy này. Chất lượng hiển thị của màn hình Galaxy A9 cũng rất tốt với gam màu rực rỡ, bắt mắt. Có thể thấy cụm camera chính là thứ mà chiếc Galaxy A9 có thể tự hào nhất khi mà trong phân khúc giá hay thậm chí là cả thế giới di động nói chung thì chỉ có duy nhất chiếc điện thoại này là được trang bị cụm camera 4 ống kính mà thôi. Cụ thể thì hệ thống camera 4 ống kính của Galaxy A9 2018 bao gồm ống kính 24MP khẩu độ f1.7, góc rộng là 80MP f2.4 và ống kính đo độ sâu trường ảnh 50MP f2.2 và một ống kính tele 10MP f2.4 nữa. Đồng nghĩa với việc thiết bị sẽ có được khả năng zoom thực 2x mà không cần đến giả lập như nhiều mẫu điện thoại khác. Về việc sử dụng cả ống kính tele và ống kính đo độ sâu trường ảnh được cho là sẽ giúp cho sản phẩm có được khả năng chụp ảnh xóa phông tốt hơn hoặc ít nhất là giúp lấy nét chủ thể tốt hơn so với việc giả lập bằng camera đơn. Trên lý thuyết thì là như thế, còn thực tế thì chúng ta sẽ cần thêm thời gian để thử nghiệm nhiều hơn. Các tính năng khác đáng chú ý của cụm camera trên chiếc Galaxy A9 2018 bao gồm lấy nét theo pha siêu tốc này, tính năng AI Intelligent Scene Optimizer tự động điều chỉnh cài đặt camera dựa trên ngữ cảnh chụp với khả năng nhận diện nhiều cảnh khác nhau để tự điều chỉnh, đưa ra cài đặt thích hợp nhất, quay video 4K ở tốc độ khung hình là 30fps, chống rung điện tử. Camera trước của máy thì cũng không phải là dạng vừa đâu khi mà có độ phân giải lên tới 24MP với khẩu độ f2.0, hỗ trợ selfie nhóm hoặc là nhiều chế độ tự động làm đẹp, 3D sticker vân vân và mây mây. Với một số thử nghiệm chụp thu được thì có thể thấy là hệ thống camera của Galaxy A9 khá là hứa hẹn với chất lượng ảnh chụp rất tốt, màu sắc bắt mắt, khả năng chụp xóa phông tương đối chất lượng và khả năng lấy nét nhanh cùng khả năng quay video siêu chậm khá thú vị mà hiếm khi xuất hiện trên một chiếc smartphone dưới flagship như vậy. Trong khi đó thì camera góc rộng và camera chiều sâu của máy cũng phát huy tốt khi cung cấp thêm cho chúng ta khá trải nghiệm chụp ảnh mới mà hiếm thấy xuất hiện trên các mẫu điện thoại Samsung nào khác trước đây, đặc biệt là chụp góc rộng vốn mới chỉ xuất hiện trên siêu phẩm Galaxy A7 mà thôi và giờ tiếp tục có mặt trên chiếc Galaxy A9. Đó, thực tế thì tính năng chụp ảnh góc rộng rất hữu ích khi mà chúng ta lấy được nhiều chi tiết nhất có thể trong trường hợp yêu cầu như là chụp khung cảnh hoặc là selfie nhóm chẳng hạn. Các hãng di động đi theo con đường tích hợp nhiều camera trên điện thoại hiện tại đã đi theo tích hợp thêm ống kính góc rộng vào máy cao cấp và Samsung Galaxy A9 sẽ là cái tên đáng chú ý nhất khi mang chế độ này xuống điện thoại cận cao cấp hơn. Và vừa rồi là những cảm nhận cũng như là đánh giá của Viettel Store TV về tổng quan thiết kế và camera trên chiếc Galaxy A9 2018. Và có thể thấy là về tổng thể thì Samsung Galaxy A9 2018 là một chiếc điện thoại rất thú vị khi mà cho thấy Samsung đã mang đến rất nhiều điểm mới mẻ để giúp chiếc điện thoại này xứng đáng trở thành chiếc Galaxy A tốt nhất ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là về camera của nó. Nếu anh em thấy video này hay ho, hữu ích và có hứng thú ý, thì đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh YouTube của Viettel Store TV để có thể tiếp tục tận hưởng những video hay ho như thế này tiếp theo, cũng như cập nhật nhanh nhất những khuyến mãi hấp dẫn nhất mà Viettel Store đang triển khai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.